Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là đi chân bò các bạn ơi. Các bạn thấy suối không các bạn ơi? Phải không ạ? Hôm nay trời lại nắng nữa rồi. Hôm nay tôi đi chân bò một mình các bạn. Hôm nay mấy người kia đi chân ở chỗ khác rồi, một mình tôi chẳng ở bên này. Tôi đang lừa bò lên núi các bạn ơi. Đây là những con bò của tôi. Hôm nay tôi đi chân một mình các bạn. Đi ngay. Đó, con bò tôi đang đi các bạn. Lên thuốc ở trên núi kia này. Đi gần mất hơn tiếng. Ôi con chim. Chim cào cào á, chim đó đẹp lắm. Trời ơi, con bò đang đi giữa đường sao vô suối vậy trời? Ui da. Con bò ăn trái sung. Ui da các bạn ơi. Trái sung. Mùa này mùa trái sung các bạn ơi. Ấy các bạn thấy không? Đây. Trái sung to lắm. Hả? Kìa ra. Lên hái được không ta? Hả? Trái sung này các bạn. Để mình đi hái thử coi. Hái ăn như muối ngon á. Nhìn bệnh nhiên. Đây nè, trái sung của bạn nè. Hả? Đưa rú ở trên kia. Chín hết rồi. Trời ơi, trái sung kìa bạn ơi. Trời ơi. Đây, ăn đủ rồi mày. Đây nè, bây giờ lên núi. Thả lại. Vê. Không chờ con quế ơi. Lên núi chăn em, bây giờ ở đây bò đang đi mà cứ lừa vậy con bò chăn luôn á ông ơi. Rồi tôi với ông già đi lên núi luôn các bạn ơi. Đó ổng không? 80 tuổi rồi các bạn ơi. Ổng vẫn đi chăn bò bình thường. Ê. Trời chiếu sáng. Đó các bạn có thấy những ngọn núi kia không? Xanh luôn các bạn. Đẹp phải không? Thì thoảng các bạn cũng dành thời gian đi chơi ở khu sinh thái nào đó cho nó thư thái. Mình ở thành phố nhiều quá, nhiều khi cũng ngột ngạt các bạn ơi. Tôi ở quê cũng vậy, lâu lâu cũng xuống thành phố coi mọi người đi chơi như thế nào, cũng ít đi lắm. Lâu lâu có dịp thì nhất là Tết. Tết mới đi chơi. Bình thường ở nhà trong ngoài không à. Đi lên đi. Đi đây cưng ơi. Mấy con đi tí nữa tới á. Ráng đi. Nhiều khi lên núi hoài con bò nó cũng mệt các bạn à. Ở đồng bằng không có cỏ nữa. Mùa nắng cỏ hết khô hết rồi. Bây giờ chịu khó lừa lên núi. Rồi mình cho bò ăn trên núi rồi mình nghỉ ngơi. Chiều tầm khoảng 2 giờ thì mình lừa xuống uống nước rồi mình lừa về. Cuộc sống nói chung cứ xoay vô hoài như vậy đó. Chả có gì đâu. Con chó tôi hôm nay đi theo tôi nè. Còn hai con ở nhà nữa sao hôm nay không thấy tôi sao đi lạc mất tiêu đâu, đi chơi đâu á. Còn mình thằng này đi theo tôi à. Ô Leo. Leo. Tí nữa tao cho mày ăn cơm với tao luôn. Mày không phải đói đâu mày, lo. Hôm nay tao có cầm cơm cũng đều nhưng mà không có cá gì đâu yên cưng. Hôm nay tao cầm có rau không à. Hôm nay không có thịt không có cá gì hết đó. Hôm nay cầm cái rau không à. Hôm nay luộc cái rau gì. Bà mẹ nuôi luộc cái rau gì đó. Đăng. Biết thằng đen chó đen ăn được hay không nè. Ăn không được cho mày ăn cơm không luôn. Rồi lên núi kia rồi. Mày cho thả mày lên núi cho tao ở đây luôn. Chiều cho mấy con bò xuống lại. Nghe. Trời ơi hai cái thằng này. Bay lên trên bầu trời. Bay lên trên bầu trời. Bay lên nào.
xanh không à. Tôi thường thử 200 bò thuốc ở trên trên này, bên trên. Lên trên đi luôn. Nắng quá các bạn ơi, nghỉ ngơi tí, bò đang cỏ, ăn lá chứ không có cỏ. Các bạn ơi, 1 giờ rồi. Hey!